đội quân này đang bay trong rừng hứng thú thì đột nhiên bị một con rồng khổng lồ tấn công. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay lớn nắm lấy con rồng ném mạnh xuống đất, thì ra đó là bàn tay của King Kong. Một con rồng khác lại đến thì cũng bị nó hạ đo ván trong vòng một nốt nhạc. Trận đấu đặc sắc này xảy ra ở trong lòng trái đất, vì đây chính là nhà của quái thú King Kong. Nhờ kích thước cơ thể khổng lồ cùng với sức mạnh to lớn mà nhà nước Việt Nam đã bỏ ra 400 củ để thuê nó đi đánh quái vật đến từ lòng đại dương. Đó chính là Godzilla trong truyền kiếp. Nó cũng có sức mạnh to lớn chẳng khác gì King Kong. Chắc có lẽ đây là trận chiến khốc liệt nhất giữa hai con quái vật mạnh nhất hành tinh. Hãy cùng Điền Tây theo dõi đến cuối bộ phim nhé. Mấy ngày trước, King Kong chỉ sống ở trên đảo Đầu Lâu, ăn ngủ ngon lành và cuộc sống rất thoải mái, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Đột nhiên nó nhấc bổng một cái cây to, tuốt hết cành cây rồi ném mạnh lên trời. Tiếp đó cái cây đâm vào một cái lỗ, để lộ ra rất nhiều sắt thép. Hóa ra đây là nơi ở mà một tổ chức thần bí xây riêng cho nó để tránh Godzilla. Bởi vì giữa chúng có mối hận thù khó mà hóa giải. Lúc đó, Godzilla đột nhiên đổ bộ lên nước Mỹ để tấn công công ty công nghệ Apex. Khói lửa ngập trời, thương vong nghiêm trọng. Theo như truyền thông đưa tin, Godzilla bỗng chốc trở thành hiểm họa của loài người. Tối đó ông chủ của công ty Apex là Walter tìm đến nam chính. Vì lão biết anh rất thích nghiên cứu về tâm trái đất. Thế là lão ta đem theo máy móc công nghệ chứng minh thế giới trong lòng đất thực sự tồn tại. Năng lượng tích trữ ở đó không những lớn mạnh mà còn giống với năng lượng của Godzilla. Từ đó suy đoán đó là nhà của quái thú. Walter rất muốn có được năng lượng đó để chống lại Godzilla. Vì vậy lão muốn mời anh cùng đến tâm trái đất tìm nguồn năng lượng đó. Mà anh đúng lúc có một suy nghĩ cho rằng tất cả quái thú đều muốn trở về nhà. Nếu như đó thật sự là nhà của chúng thì King Kong có thể dẫn đường. Vì vậy anh đến tìm quản lý của King Kong xin cô cho mượn nó. Sau khi cô đồng ý, một đoàn người nhanh chóng lái tàu chiến xuất phát. Điểm đến là Nam Cực, họ dự định đi vào đó bằng đường đại dương. Đi cùng ngoài King Kong, nam nữ chính còn có con gái của Walter và một cô bé gốc người Á. Cô bé này không hề đơn giản, mà là nữ chính chỉ phụ trách trông coi King Kong. Còn cô lại có thể nói chuyện với nó, và cũng là con người duy nhất nó tin tưởng. Khi tàu đi đến Nam Thái Bình Dương, King Kong đột nhiên trở nên hung hãn. Hóa ra là quái vật Godzilla đã đến. Họ lập tức nã đạn nhưng Godzilla lặn xuống biển trốn thoát, rồi tiếp tục bơi về phía trước. Con tàu bị nó phá hủy trong nháy mắt. Hai chiến đấu cơ trên không bắn pháo trúng lưng của nó. Nó vẫy đuôi phá hủy một cái chiến đấu cơ, rồi đập nát thêm hai cái tàu hỗ trợ. Sát tàu bắn về phía của King Kong, lúc này King Kong vẫn bị xích chói. Nhìn thấy Godzilla đang tiến lại gần, nó nằm sấp xuống gầm lên một tiếng. Ngay sau đó Godzilla đánh bay nó đi, đồng thời lật ngược con tàu. Trong khoang tàu bỗng chốc hỗn loạn. Tàu khu trục tiếp tục bắn pháo về phía Godzilla để chuyển hướng chú ý của nó. King Kong lúc này vẫn bị xích chói chặt không thoát ra được. Nam chính thấy vậy nhanh chóng kéo cầu dao thả King Kong ra. Godzilla đúng lúc đang xông tới. King Kong không dám hiếu chiến, lập tức lấy chân đá nó ra để bám vào con tàu trèo lên. Đồng thời cũng lật con tàu lại, mọi người mới được cứu. Tiếp đó King Kong bẻ gãy xiềng xích, đấm ngực hú hét chuẩn bị chiến đấu. Khi nó nhìn thấy Godzilla, nó dậm chân bật nhảy lên một chiến hạm khác. Ở đây có rất nhiều chiến đấu cơ. Nó nhặt tạm một chiếc lên ném về phía Godzilla, khiến phi công bỗng chốc bị bật ra ngoài. Godzilla bổ nhào lên tàu, nó đấm mạnh Godzilla một cái. Godzilla cũng trả đòn trực tiếp đánh nó ngã xuống đất. Đang định tiến lên thì lại bị đánh lén đằng sau. Lần này Godzilla hoàn toàn tức giận. Đồng thời tia sáng xông thẳng lên trời, trong phút chốc phá hủy cả con tàu. Nó chưa kịp phản ứng thì Godzilla đã tập kích lần nữa. Hai con quái thú vật lộn dưới biển. Kong không thể thở dưới nước được lâu đã không dám hiếu chiến. Nhưng lần này Godzilla lại nắm được chân kéo nó sâu xuống biển. Nữ chính nhanh chóng bảo tàu trưởng bắn đạn ngầm để thu hút sự chú ý của Godzilla. Thời khắc quan trọng đạn ngầm nổ tung. Trong phút chốc một bàn tay to thò lên mặt biển bám lấy con tàu. King Kong cuối cùng được cứu nhưng cũng bị thương không nhẹ. Vừa lên đã nôn ra một ngụm nước biển lớn, sau đó ngã vật xuống. Ở phía đằng kia, Godzilla lại ngoi lên mặt nước. Nữ chính nói cuộc chiến này phải đánh đến khi có một kẻ nhận thua mới thôi. Vì thế nam chính bảo tàu trưởng tắt mọi động cơ để giả vờ nhận thua. Chiêu này may cũng lừa được Godzilla. Nó lầm tưởng rằng King Kong đầu hàng liền quay đầu bỏ đi. Nhưng nữ chính vẫn đang lo lắng. Bởi vì một khi bên này có bất cứ động tĩnh gì, nó nhất định sẽ quay trở lại. Vì vậy nam chính lại nghĩ ra một cách. Nếu đi hải vận không được thì chuyển qua không vận. Đây có lẽ là khoảnh khắc King Kong cảm thấy mất mặt nhất. Ai ngờ lại bị trực thăng cầu đến Nam Cực. Nó tỉnh dậy, nhìn thấy xung toàn tuyết bỗng chốc ngơ ngác. Cô bé chỉ cái hố gần đó ý bảo nơi đó có thể là nhà của cậu. Thế là King Kong lập tức chui vào. Nam chính cùng những người khác lái phi thuyền bám theo sau. Sau khi chạy một đoạn, nó nhảy xuống một cái hang lớn. Dưới đáy hang có một thứ giống như hàng rào. Sau khi xuyên qua hàng rào nó trực tiếp bay thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh. Xung quanh là màu đen vô tận giống như bên ngoài vũ trụ. Tiếp đó họ lại xuyên qua một cái hàng rào mới đến thế giới trong lòng đất.
Nhìn ra xa, nơi này lại có hai đường chân trời đối nhau. Trong quá trình phi thuyền hạ cánh, trọng lực bỗng nhiên đảo ngược. Họ lại bị hút ngược trở lại. Cũng may kinh công bám vào được vách núi, còn phi thuyền chết máy nên mất kiểm soát. Thời khắc then chốt, nam chính ra lệnh khởi động hệ thống phản trọng lực. Vào giây cuối cùng mới thành công bay lên được. Họ tiếp tục xuất phát, mà lúc này họ mới có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp. Nơi đây núi non trùng điệp, động vật phong phú, khắp nơi đều là đá phát sáng. Đột nhiên một con rồng lớn bay đến phá hủy một chiếc phi thuyền. Một con khác tiếp tục bay về phía mấy người nam chính. Cũng may kinh công nắm chặt quật ngã nó. Sau đó cầm xác nó lên đập chết con rồng kia. Con rồng này không hề chết, nó cắn chặt cánh tay quấn chặt cơ thể kinh công. Lúc nguy cấp, nam chính ra hiệu toàn lực tấn công. Đạn bắn trúng vào cánh của con rồng, kinh công may mắn thoát nạn. Cuối cùng bước đầu nó ra ăn luôn não, trông rất ngon miệng. Trên đường đi, một bầy cua lớn giật mình tỉnh giấc chạy toán loạn. Nhưng ngay sau đó lại trở thành thức ăn của cá sấu. Nguồn tài nguyên sinh vật ở đây thật quá phong phú. Kinh công trèo lên đỉnh một ngọn núi, đá phát sáng tạo thành một mặt phẳng trên không trung. Từ đó có thể thấy trọng lực ở đây bằng không, khắp nơi đều là lực tương phản. Kinh công nhảy nhẹ một cái liền bay tới đường chân trời. Phía bên kia, ba người lạ mặt đột nhập vào căn cứ ở Hồng Kông của công ty Apex và bị một con thằn lằn tấn công. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, con thằn lằn bị người máy Godzilla nhả đạn nguyên tử bắn chết, cực kỳ đẫm máu. Hóa ra đây là nơi huấn luyện của công ty Apex. Sau đó vì không đủ năng lượng nên nó ngừng hoạt động. Walter rất thất vọng, đây chính là nguyên nhân lão vội tìm nguồn năng lượng của Godzilla. Kinh công lúc này cuối cùng cũng đến đích. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa đá, trên còn có dấu tay màu đỏ. Nó đặt tay lên nhưng không mở được, thì liền dùng hết sức bình sinh mới đẩy được ra. Bên trong là một tòa cung điện lớn, nó vừa đi vừa rút một chiếc búa từ đống xương lên. Vừa nhìn là biết làm từ xương sống của Godzilla. Bên trên còn có một ngai vàng, hiển nhiên đây chính là nhà nó. Trong phút chốc, chiếc búa tỏa ra ánh sáng xanh. Nó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, rồi đặt chiếc búa vào rãnh trên đất nhưng lại khớp hoàn toàn. Xung quanh cũng sáng lên theo, hóa ra cái rãnh đó là cục sạc điện thoại. Chuyện này kinh động đến Godzilla, nó bắn đạn nguyên tử xuống nền đất. Người máy con gái Walter phái đi hút lấy nguồn năng lượng gửi cho cha. Nữ chính cãi nhau với ả lại dùng vũ lực để trấn áp. Kinh công tức giận hét ầm lên, kết quả làm cung điện chấn động đổ sập. Lũ chim lớn ngủ trên mái cũng bị đánh thức, lập tức tấn công con người. Con gái của Walter đã lấy được công thức năng lượng, lập tức trèo lên phi thuyền chuẩn bị rút lui. Mấy người nam chính cũng chuẩn bị rời đi nhưng lại bị lũ chim chặn đường. Đột nhiên Godzilla xông đến, thế là hai con quái thú bắt đầu gầm rú. Con gái của Walter thấy kinh công cản đường, trực tiếp nã đạn vào người nó, khiến kinh công bị chọc tức, một tay nắm chặt phi thuyền chúng. Lúc này cung điện cũng hoàn toàn sập xuống. Kinh công cầm theo búa thần nhảy xuống hang. Nam chính cũng lái phi thuyền đi sát theo sau. Kinh công vừa ngoi lên mặt đất liền cầm chiếc búa bổ thẳng về phía Godzilla nhưng không trúng. Godzilla định nhả đạn nguyên tử nhưng bị nó hút cho một cùi chỏ rồi bịt miệng lại. Tiếp đó nó đấm đá liên hồi, đấm Godzilla một trận tơi bời. Godzilla lại định nhả đạn, nó liền cắm luôn chiếc búa vào miệng Godzilla. Sau đó nó chặt gãy chân của Godzilla, khiến đạn nguyên tử của Godzilla cuối cùng cũng bắn ra. Nhưng may là công đã linh động né tránh. Nó lấy chiếc búa làm lá chắn nhảy về phía Godzilla, rồi chém thật mạnh khiến Godzilla ngất đi. Công cũng chơi rất đẹp, không thừa nước đục thả câu mà đợi Godzilla tỉnh lại mới tiếp tục chiến đấu. Nhưng hiệp đầu là do nó may mắn thắng thôi, chứ thực tế nó không mạnh bằng Godzilla. Rất nhanh Godzilla đã đánh nó gã gục xuống đất, rồi lấy tay cấu xé và lấy chân đạp lên người nó. Kinh công hoàn toàn mất sức phản kháng. Cũng may Godzilla không hề có ác ý, chỉ gầm một tiếng rồi thả nó đi. Walter lúc này đã tạo ra năng lượng như của Godzilla, lập tức bảo nhân viên kỹ thuật lợi dụng con thú Ghidorah để khởi động Godzilla người máy. Nó vừa hoạt động liền bị Ghidorah khống chế ý thức. Đầu tiên giải quyết Walter và nhân viên kỹ thuật, sau đó chạy ra ngoài làm náo loạn cả thành phố. Godzilla sao có thể để nó tự tung tự tác được, mà tức khắc xông về phía nó. Nhưng chưa kịp đến gần đã bị nó bắn đạn pháo đau điếng. Không dễ gì mới tiếp cận được, lại không phải đối thủ của nó, nên Godzilla bị nó xách lên tẩn cho một trận. Godzilla chỉ đành nhả đạn nguyên tử, thì nó cũng đáp trả lại y như vậy. Nhưng rõ ràng Godzilla yếu thế hơn, rất nhanh đã bị đánh bật bị thương nghiêm trọng. Cô bé đột nhiên cảm nhận thấy trái tim của kinh công dần ngưng đập. Thì nam chính lại nghĩ ra cách đưa phi thuyền vào trong khoang ngực của kinh công khởi động chế độ tự nổ. Thế là kinh công nhanh chóng tỉnh lại, cô bé nói với nó kẻ thù không phải Godzilla mà là người máy Godzilla. Nó không hề chần chừ chuẩn bị chạy qua giúp. Godzilla lúc này trông thật thê thảm. Godzilla người máy cạy miệng nó ra, tính dùng đạn nguyên tử kết liễu nó. Trong lúc nguy cấp, kinh công nhảy bổ tới tóm chặt miệng nó thì Godzilla mới may mắn thoát chết. Godzilla ngẩng đầu lên nhìn cảm động đến phát khóc. Sau đó chúng hợp sức đối phó với Godzilla người máy. Nhưng do trận chiến trước tiêu tốn quá nhiều sức, chiếc búa của kinh công còn hết điện. Vì vậy chúng không đánh lại nó.
Thời khắc mấu chốt, ba người kỳ lạ cũng ra tay giúp đỡ phá hủy hệ thống liên kết của người máy Godzilla. Godzilla nhân cơ hội bắn đạn nguyên tử sạc điện cho chiếc búa của King Kong. King Kong lấy lại khí thế, chém người máy Godzilla điên cuồng đưa nó lên ngắm gà khỏa thân. Sau khi thắng trận, hai con quái thú nhìn nhau cười xóa bỏ hận thù. Godzilla trở về biển, còn King Kong quay về thế giới trong lòng đất của nó. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy thì nhớ bấm 2 lần đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim hay và hấp dẫn tiếp theo.